Chào mừng quý vị và các bạn đến với trận đấu vòng loại cuối cùng của ngày hôm nay giữa hai cầu thủ Nam Phạm và Tuấn Lê của Hà Tĩnh. Tỷ lệ chấp là 8-1. Ok, bye bye em. Tuấn Lê. Nghe cái từ dê này có vẻ nó thiếu tí động lực. 3-7-3 ấy. Ô, lão đại. Ngon. Mai đi làm cái máy chiếu cái nhở. Thầy Vũ, mai đi làm cái máy chiếu cái nhở. Một cú chạy đạn quá khoai của cầu thủ phương Nam. Con này quá đơn giản, trô thẳng con 3 về, trô thẳng con 5 về, lấp đít con 2 là xong. Cơ hội cho Phạm Phương Nam, một cú cu lê hai băng qua mặt con 3 và lòng qua khe 5-7, điều con 2. Nguyễn Quang Tuấn Hà Tĩnh là ở gần Hà Tĩnh, gần thành phố Hà Tĩnh. Xin chào Thần Nông, xin chào Minh Nguyễn, chào anh Nguyễn Trung Cương. Đức Hoàng bỏ 20 triệu. Nhường cơ hội 20 triệu cho Đức Anh. Cơ này thì Nam Phạm dọn thì trong phút 1. Một cú 2 băng ăn con 3, lấy cái ở hướng con 3. Cúp 1 băng, cúp 2 băng lên. Lấy má ngoài của con 5. Rút qua mặt con 7 hoặc là cúp 3 băng. Ok, cả hai phương án đều ok. Cái ở vị trí giữa bàn là vị trí đẹp nhất cho con 6. Anh 2 băng, điều con 7. Lập đi, cầm đứng nghiêm, điều con 9 hết. Mai nó miễn phí nhé. Miễn phí. Ưu tiên từ nữ. Tiền đang quan trọng, thiếu bảo anh một câu. Mấy cái 1 triệu một năm. Anh Việt đít nhọn nhé. Tại Việt rồi sao? Không mua được nữa đâu. Mua xong cái bánh chạy đi. Cái này sau khi em vứt lên gác, mai em cho hết cái ghế sắt vào đây ngồi cho họ. Đúng không? Không, cái này thủng trên thôi nhưng mà không vỡ dưới. Tiếp tục sẽ là một cú cu lê một băng. Lên gần giữa bàn. Đánh một băng con 7, lắp đi con 9. Và kết thúc bàn đấu. Thẳng tương con 7 thì chỉ việc bấm lại. Tỷ số 1 đều. Chú Hưng làm nước chưa, để tí anh qua nhỉ? Ở chỗ quán mình có nước gì đây?
Có nước gì ngon ngọt không? Cứ cắm đi, cứ cắm tí đi. Thoải mái. Pin anh rẻ mà. Thần Đông dạo này ngày bán được mấy cân vàng em ơi? Nguyễn Minh, xin chào Nguyễn Minh. Vẫn đang đói lắm, chưa có gì ăn em. Giá cả leo thang nên ế ẩm lắm. Giờ ngày bán còn được có nửa cân thôi đúng không? À, Tam bên kia là Tam Bắc Ninh đang đánh với cò béo. Tam chấp 7.1. Sẵn anh Tuấn đừng giật bắn người với. Và Nam Rùa phá hay quá. Tôi từ trước đến nay giờ vẫn để ý cái cú phá của Nam Rùa, phá chín bóng. Con cái rất tốt, kiểm soát con một cũng rất tốt. À, xin cảm ơn Vũ Hoàng Long. Vũ Hoàng Long hôm nay chiến đấu VR thế nào? Phương Nam định giải quyết 3-9 cho nhanh. À, Nam Ruồi hiện đang đánh cây gậy Black. Như Black 4-5 ngọn V. Creator. Oh, xin cảm ơn Phi Hùng. Không khí Hà Nội nó trong lành lắm cho nên là anh em khỏe lắm. À, Hưng Xuân Hưng. Hay tham gia cũng được em ơi. Được anh đúng không? Một củ cộng. Wow. Suýt ăn. Hơi dày một tí. À, một tình huống cũng khá là khó chạy đạn. Cùng xem Tuấn Lê xử lý tình huống này như nào. Sơn mỏng bắt đuôi 68. Sơn mỏng bắt đuôi 68 rồi hở mông rồi. Ồ, lại nếu em không về lại loay hoay gậy. MP là ngon nhất rồi còn loay hoay làm gì em. MC2006 giá hiện giờ anh đang bán là 10 triệu một cái. Bao cả đầu cơ, cả hướng dẫn sử dụng. Vũ Hoàng Long không chơi bởi vì không có khách à? À, Nguyễn Hiệp giải này nhất là 20 triệu em ơi. Anh vừa làm gì?
Hay, quá hay. Dạ ok. Dạ. Dạ vâng. Ok anh cứ đi đi. Dạ em chào anh. Dạ em ơi. Xin chào Trần Huấn, lâu lắm mới không thấy thông tin gì. Giải này đánh 2 ngày Trần Huấn ơi. Giải này là gồm 48 người, ngày mai sẽ đánh loại trực tiếp 32 người. Cái cây gậy thì quan trọng nhất là nó đủ tốt và dùng lâu ngày thì nó quen, thì kiểm soát nó dễ. Chỉ cứ mỗi lúc đổi một gậy thì biết được con nào là tốt hay không tốt hả nếu em không về. Tỷ số là 2-1 cho Nam Ruồi. Giờ Nam Ruồi bây giờ các bạn có thể để ý thấy là bóng rất nhanh, không còn chậm như ngày trước nữa. Tốc độ đánh đã tăng lên rõ rệt. Vâng, cả nhà là vui lòng ấn giúp vào nút chia sẻ với ạ. Vâng. Ấn giúp cho Thành Kiên cũng như ủng hộ cho Magic Black Shop bằng cách ấn vào cái nút chia sẻ ở góc trái màn hình với ạ. Vâng, Hà Tĩnh thì ra ngoài này 3 người. Và 3 người đều đang đánh trận playoff hết. À không, có Thành thì bị thua mất rồi, Thành thì bị loại rồi. Quang Tú có cái gậy nào có ngắm sẵn không? Có luôn. À, Đại Duy Lê, cái ngọn carbon của Jacoby thì bên mình lại không bán. Thôi, phá quá hay nhưng mà lại không may. Con 6 lại chặn ra chắn ngay trước mặt. À, Nghệ An thì có không rồi, chỉ có Hà Tĩnh ra 3 người thôi bạn ơi. Nghệ An có Bình Ốc với Xuân Tốc Đỏ thì lại không ra. Môi cúi xe đại không hiểu của Tuấn Lê. Chưa hiểu ý đồ của Tuấn Lê là gì. À, Nguyễn Lê Huỳnh, à, ở đây mở cửa thoải mái, bạn không những vào xem mà bạn vào chơi luôn còn được. 625 Đê La Thành. Tiền bàn đắt. Một tính toán quá hay của Phương Nam. Tuy nhiên là cái mà lấy được má ngoài thì đẹp hơn rất nhiều. Lại má trong thì hơi nặng chút.
Thiệt bác cạn thắng hay thua? Đây đấy gãy rồi, thôi. Một à? Ơi alo, chưa còn lâu, đi tôi về, chưa còn lâu, chắc hai tiếng, đợi này. Nói về chính xác thì vô đối. Cơ hội cho Tuấn sang bàn tỷ số là rất gần. Con 7 này chính là con 9. Và trích nhẹ cái ở đấy để đánh 2 bằng con 8 điều 9 nó biết là xong. Lấy má ngoài rồi, bắt buộc phải đánh một băng rồi. Đại Sì Lê nhìn anh Tuấn hơi giống với Dũng Thịt Heo. Vâng, anh trai mà. Vâng, quá hay. Tỷ số là 2 đều, vừa cứ lên luôn cho chắc. Chẳng trượt được đâu. Hai đều cho căng. Nguyễn Văn Dũng giải tới để Hải Dương có đi không em ơi?
Nam Con. Xin chào Nam Con. Tỷ số giữa Cò và Tam Bắc Ninh không rõ nữa. Tam hay bao nhiêu ấy? Tỷ số bao nhiêu ấy Tam? 5-4. Ờ hình như Tam bảo là 5-4 Nam ơi. Rất chắc. Lâu đúng. Này. Sao nghĩ ra được cái đường chạy đạn hay đến thế nhỉ? Cái thắng hay quá làm rồi. Xin chào anh Đỗ Hoàng Quân. Giờ ra xem lại Nam Ruồi đánh để không hiểu vì sao lúc nãy là mình lại thắng được đúng không? Xin chào Tuấn Anh Hồ. Xin chào Mai Trung Hiếu. Đóng tiền cho anh nha. Dạ. Em đóng tiền cho anh nha. Mai đóng tiền. Mai đóng tiền. Mai nào ạ? Ơ thế à? Sao mà nhớ được? Vướng à? Chạy tăng. Nhé. Yeah. Yếu nhiên em đặt cho 8 con bóng, cho mày đặt bóng mày đi hết cho cả ven hai ván một củ thua cả. Sao đây? Nó chạy dị lắm. Lạ. Nó vừa mới lạ vừa là nó chạy nhá. Cái góc em đặt cho nó một con bi mà em cá với nó em bảo đúng cái điều con này. Mà nó đặt phát nó điều đúng như con này xong nó chạy chéo rồi bằng. Yeah.
tí anh thử. Ok, mai anh cho em đánh bàn đấy. Tỷ số là 3-2. Xin chào Kiên Phạm. 3-2 cho Nam Duội. Về đến khoảng chấm 3 này mà nó xả về gần gần bên cạnh dưới xả thế đúng là gì ít nhất nó phải ra cái chấm giữa bàn nhé, sau đó lại dạo vào được chấm bên này thì làm sao vượt cái góc đấy nè. Anh đấy quay người nhớ không lại chạy đâm nút vào lưng em. Bố thăm. Bố thăm thắng sang thua. À đúng rồi, sắp tới sẽ là giải của thành phố Hải Dương. 3 ngày. 27 và 28 và 29 với trị giá rẻ nhất là 25 triệu đồng. Giải nhì 10 triệu đồng và hai giải ba mỗi giải 3 triệu đồng rồi ông Thái nhỉ. Trời ơi, trượt 1-1 rồi. Nhiều người tưởng đánh. Đúng không? Em thích thì cứ về thôi. Mai đánh tiếp. Ủa? Sao lại? Ừ. Sao lại có thể nhảy đẹp được như vậy nhỉ? Cái mông nó to. Lệ ưu tiên đánh phát này. À, mai 10 giờ anh đánh à? Anh hay quá nhỉ. Bốc lại vâng. Mai 10 giờ bắt đầu anh ạ. Okay. Cường Trần đã ung dung về nhà ngồi hóng rồi. Mai chờ đợi đến thời khắc lấy 20 triệu.
Nói chung là chơi với hai ông này thì bắt đuôi thì không có đường sút tê cho Á Băng, chứ có đừng có để mà đường sút tê. Nhìn sút tê phát chán. Vâng, hai em kia ra xin số điện thoại của cò béo. Nhưng mà cò béo không cho. Cò không cho số điện thoại à? Vâng, cò béo rất rất là kêu. Có đấy, cái bàn trong lên. Có đấy, tiện đây chơi này. Đấy, lấy đi. Mình ăn bảy chấm ba. Con ra lấy cái chạy nó nghịch. Năm chấm ba. Đấy, chơi luôn đấy. Chơi luôn. Thế chờ đánh chơi việc. Oh, xin chào Kiên Cận. Giai đẹp Thái Nguyên. Lần nào gặp mình cũng phải chào giai đẹp. Sao lại có thể như thế được nhỉ? Vô nhất em qua chưa giờ em phải đến lần thứ hai thì em xin số thì ở đây lần thứ tám rồi. Em có đánh ngại em không? Đã thế không chọn chỉ số hai đã thế nhớ không chọn đã để sau nhé, được xin số, xin giá được luôn. Không tiếc gì. Ôi,
Em có đánh đâu mà em biết mệt. Không đánh nữa. Gì thế? Đi thôi, đi thôi. Đó tới đây. Đó đây. Đó đi kìa. Phạm Hưng, giải này có chấp Phạm Hưng ơi. Ồ, xin chào Lợi Cà Phê. Sao giải này ngon vậy mà Lợi Cà Phê lại không đánh? À, giải này thì Nam Phạm chấp Tuấn Lê là 8-1. Vâng, con 9 này thì chắc chắn là không trượt được. Vâng, với trình độ và đẳng cấp của Nam Phạm thì không thể trượt được con này. Đương nhiên là không thể trượt được. Đi quay lại phát 42 luôn. Đấy, chế được cái dây rút rất tiện nhỉ. Mình sạch thì nó rất gọn. Hiện vừa này mỗi lần cuốn nhất cũng chốc. Linh tư con giờ này béo nhờ. Thank you.
Alo. Vâng, A bằng bắt đuôi lại 67. Một cú A bằng cu lê nhẹ con 1, cái dính nhẹ và đít 7. Cùng xem phương Nam thể hiện. Rồi ôi, trời mỏng, dày một chút nữa thì đẹp. Biệt ra chọc cái đứa quần này. Thì thế thắng hay chưa? Của ai này? Không biết. Mạnh đứng rơi ở đây đi. Khánh Phong. Xin chào Khánh Phong. Vẫn đói lắm em ơi, chưa có gì ăn. Cảm ơn Tuấn Sơn nhiều. Chịu khó sang thay đầu cơ của anh nhé. Xin chào Xuân Bilet. Ba cặp đấy. Tỷ số nhiều. Nam hay 43 à Nam? Này. Ôi, 14-2 chứ mà. 14-2 mà Hữu ơi. Hữu Trần. Sơn cu suýt thắng. Tuấn Hà Tĩnh chỉ được cái đẹp dài. Trận này 4-2. Không, chú em nó khỏe lắm. Vâng, một cú trôi nhẹ. Cái về chỗ bếp. Vâng, lần ngang bếp và sau đó thì dò nhẹ con 3 và con 5, ăn con 5, giữ con 3 ở đấy và quánh 1 bằng lên điều con 4 lỗ góc. Vâng, kịch bản là như vậy. À, Tuấn Lê đã có phương pháp giải quyết nhanh hơn. Một phát cộng quá hay. Ba bốn cho Tuấn Lê. Không, anh để đây luôn đi, em nghĩ là mình mua thêm cái gậy nữa để bên kia. Xong rồi mình sinh hoạt bên hai bên câu lạc bộ có sao đâu, vấn đề gì đâu. Đúng anh Kiên. Hay, phương án hay. Anh không anh thể không ủng hộ được. Anh Kiên. Ôi. Còn lâu hết giờ. Hai tờ. Em thật được hay thua? Thua nhỉ? À được này. Gỗ. Chả bảo em, mình ăn gỡ thì mất 5 lít rồi. Để đánh xin, anh kia. Hả? Không quyết liệt. Đúng từ là không quyết liệt. Mai chắc là anh em cũng mệt. Ngày kia anh em làm bữa tổng kết giải nhỉ? Không. À, không à?
Anh chỉ cần chốt sổ xong là khỏe. Hả? Chốt sổ xong là khỏe em. Nên là tổng kết. Chìa khóa em khóa vào em cắt được ngăn kéo rồi anh. Là bữa anh em tổng kết. Vẫn đâu vẫn lệ tổng lệ được. Em cho các bạn sao? Vâng, bất kỳ hôm nào anh Kiên là dạy anh Kiên bảo. Thiếu gì gậy anh Việt là hô câu em để gậy đây mà. Gậy Tuấn cơ. À. Sắc thái của cái vụ còn đấy, chưa xem còn đấy rồi. Em qua rồi. Xuyết ổn định. Xuyết ổn định. Đây chỉ thiếu trong VI chỉ thiếu mỗi cái thẳng thái thôi. Thế anh có sự ổn định của việc chưa ổn định. Còn nói chung là ai chấp anh 7-8 chấp 7 là anh chơi đi. 7-8 chấp 7. Không anh, đấy là anh em cùng team rồi, 7-8 chấp 7 anh em cùng team rồi. Không, em nghĩ là nếu mà 7-8 chấp 7 chắc có mỗi thầy anh thôi, thầy anh chấp anh em mình thế được. Thầy anh chơi. Ký thầy sao? Thầy anh chơi. Rồi. Tháng sau thu tiền học là gấp đôi rồi đấy nhá. Là độ kèo của em gái. Trung. Việt ơi, không ăn mảnh nhá. Thầy Kiên nói câu nào chết câu đấy thầy Kiên. Nghiệp làm cái. Làm đi. À, mai bốc tâm lại về đó ngay. Ui hai phát cộng 9. Đi ăn rồi bốc. Còn mấy phát là xong rồi đấy đúng không? Thiện. Bắn mê. Vẫn 5 đều. Ôi. 4 đều ấy. 4 đều. Ủa. 2 bắn liên tục. 2 bắn cộng. Bánh mì này. Các anh Việt đang đánh anh mua một thầy trả góp 2 năm. 2 năm. Thế xong rồi anh lại mua tài trợ cái này tiếp. anh cũng biết cách gọi là kinh doanh ấy. Con đấy là bao nhiêu? Trả góp 2 năm. 3.200. Thôi, em nghĩ là anh cứ để đây. Con đó phải mang đi mang về. Nó rất là bộ không anh đưa cái này phải đánh. Mai kia tủ gậy em đến xem em sẽ đưa vào em khóa vào em làm đúng chỗ anh bảo anh 20 ngăn tủ gậy đúng nóng rộng đã thoải mái ai làm bé em gì tôi không có chỗ để đút nhen nữa si khoa cắt mic đi tí được không anh cắt mic tí được không cắt làm gì đấy đồng nhân này anh hỏi anh chứ cắt đi nó thừa nhiêu lấy đi à. Thôi nhá, bảo anh em làm bữa bao nhiêu lần rồi chưa nhậu được từ đợt em mua gậy của anh Kiên từ cái thời bao nhiêu nhỉ từ thời em vẫn còn đang làm bên trường đại học là 2014 2015 đúng không anh Kiên của 2015 2016 rồi 2015 thời em vẫn đang làm bên đại nam qua mua gậy đã bảo là em bảo là mua gậy xong mà thắng bữa đầu tiên là kiểu định mời anh Kiên đi nhậu đến tận bây giờ là bao nhiêu năm rồi vẫn chưa mời được chưa thắng trận nào chưa thắng lại về đây ok mua đây thôi ok mang đồ để chạy đi qua ngầu về ok mua đây thôi đi đâu rồi ok bây giờ mình đi ăn mình thích mình quán nên mình nhậu xuống rồi mất công số người lại phải dọn đi hả. Ô, đâu cũng được mà anh, đâu cũng được. Đi tí nữa em cắm HDMI quay ngược lại TV, rút dây cam ra là xem được bóng đá luôn mà.
là việc anh nghĩ cho bao nhiêu? Bốn này á. Mà chưa rửa. Toàn bộ ấy. Chưa rửa được. Là em thêm 1.3 triệu, 1.3 triệu. Là 7 bộ. 3 bộ. Không, thêm 9.5 triệu là em bán ấy. Em đi bán ấy. Em đi bán. Không, anh nhập lại của em bao nhiêu á? 500. Em hỏi thật với anh Tuấn là em sống có lỗi gì với anh không? Anh không bơm thêm cho em thôi, anh còn hạ giá của em đi nữa. Anh Tuấn, anh theo kinh nghiệm bán đồ cổ của anh. Dạ. Anh kia đây xem nào, cho anh trai em xuống hạng ấy, còn để có thể kinh nghiệm. Anh ăn không? Anh ăn không? Mẹ ăn không? Em đi, em tao cho cái bay em mà, để đi ra xem. Đi, đem bê cho chú để cháu bê cho. Chắc chắn nha. Chắc chắn lắm rồi. Dạ. Tìm gì? Túi đâu? Đúng không? Xin chào Vũ Quốc Luật. Vũ Quốc Luật rảnh rỗi thế. Vũ Quốc đúng không? Chọn thăm Hoa Văn Vũ Quốc đúng không? Ừ. Hoa Văn Vũ Quốc đúng không? Trắng rồi thì chuyển hạng C. Đấy. Đồng trắng rồi chuyển hạng C. À. Đánh nhìn thấy cái C đuối lắm. Tôi đánh cái C đuối lắm. Ngáo quá rồi. Đã. Trong này đánh nặng, mệt, đuối. Đuối lắm rồi, đánh rồi. Vừa vào chấp chấp 2 như thế, chấp 3 thì vừa vào thua luôn 2 ván, đuối hẳn. Tâm lý cũng đánh được luôn. Tâm lý không được tốt nữa. Hữu Trần, xin chào bạn Hữu Trần. Câu lạc bộ này ở chỗ 625 D La Thành. Còn với chỗ để ô tô được chắc khoảng 100 cái thôi, không nhiều. Bàn chơi thì có 7 bàn. Lượng khách mà tiếp một lúc được có khoảng 28 người, nhưng mà lượng người xem thì khoảng 300 người xem được. Wow, đèn quá. Quá quá đẹp. À, tỷ số Tam Bắc Ninh cũng không rõ nữa. Lúc nãy là 5-4 rồi. Bây giờ không biết là 5-5, 6-5, 6-4 hay là 7-5 gì đấy rồi. Khoảng đấy. Chân cu bồng. Và những kinh nghiệm bóng hết nhiều vết căng mà. À, quên mất, ở này là ở đây là thành Hà Nội bạn ạ. Vâng, đây là một tình huống khá khó đây này. Con này là phải lấy mỏng con 2 để lấy được nhiều má, để bắt đầu có thể điều lấy má dưới con 3 mới là vị trí thuận lợi. Chứ còn con này mà nếu như mà lấy má trên con 3 thì sẽ điều cái vướng lung tung, rất khó để điều con 4 được. Một tình huống mà cần phải xử lý chi tiết. Vâng, và nam ruồi thì là một người thì là siêu chi tiết rồi, chứ không phải là chi tiết bình thường nữa. Tiếp tục sẽ là một cú F1 bằng. Vâng, qua mặt con 6. Lấy mà dưới con 4 mới là vị trí đẹp để đánh một băng lên phía giữa bản điều con 6. Chứ con này mà nếu mà lấy mà trên con 4 thì ăn con 4 thì cái sẽ chạm con 8 và rất khó kiểm soát để điều con 6 đẹp được. À, một ván đấu rất là tinh tế đấy ạ. Wow, lực rất chi tiết. Vâng, bây giờ thì dễ rồi. Nhắm mắt tội đi hết được. Một băng cái lên giữa bàn. Lấy mà trong con 7 oanh 2 băng về cái về vị trí con 6. Đánh con 8 2 băng lấp đi con 9 và kết thúc ván đấu. À.
À, bây giờ thì chắc chắn là không còn gì để nghĩ nữa. Xịt nhẹ N6 hoặc là có thể oánh sang C. Tuy nhiên trong tình huống này xịt thoải mái, xịt nhẹ để lấy má trong con 7. Ok, và bây giờ là một cú đánh 2 băng, 3 băng. Không có ly sẩy luôn thưa các bạn. Làm sao mà sẩy được. À, tiếp tục sẽ là một cú cu lê 2 băng lắp đít con 9. Vâng, BM ơi. Quá hoàn hảo. Tỷ số là 6-4 cho Nam Duồi. Anh làm trận bài nào mà con bi này chị lệ thì bắt lỗi em đấy. Chị lệ bắt lỗi còn làm cấp 6 đều rồi. Yeah. Đè lên nào. Đi. Vẫn chán đấy. Đéo phóng được. Đè lên nào, bắt lỗi. Đấy, đấy. Đó là vỗ chơi nháy nhưng mà em lỗi. Ở đâu? Áo chùm này là chú đâu à, nhưng mà đứng từ góc đấy là nó nhìn ra đứng đúng rồi. Nhưng mà nếu mà ví dụ là dặn đò nhau ấy à, ừ. Đây có dặn đâu, chị em đánh bình thường đúng không? Ừ, ừ. À, Nam Duồi bây giờ đánh rất nhanh rồi vào tài. Ăn nhiệt, nghe giọng phát biết ngay sơn cu, hay thật. À, ai thắng coi? Tam thắng à? Ok, hay quá. Ở để lần sau anh chuyển tiền về. Lâu không nhớ chị. 8.000 cái lỗi biết nhớ lỗi nào. Về chết đi, vợ gọi à? Chuẩn. Chuẩn. Chờ mình không có thời gian dành cho vợ, nhiều khi nó cứ lò bảo. Một cú cân con 3, sang bên này cái 2 băng lắp đi 8. Nói về lực thì đừng hỏi. Có cần phải hạ xuống không? Nguyên chó đẹp nhé, cho hoành tráng. Vào câu lạc bộ Thiên Phong Ảnh. Cái sau đi 8 luôn. Một tí nữa. Ồ, Đạt Hè đã ngồi lại xem rồi. Thank you.
Đó, tiếp tục là một tình huống chạy đạn tiếp. Phương Nam quyết định chạy bắt đuôi sau 8-9. Hay quá. Sơn Cư thì tạm nghỉ giải này. Oh, xin chào Nam Kẹo. Ok, bye bye. Đi. Phơi rồi. Tình huống duy nhất của ván đấu này là con 7. 6 ra 7 và 7 ra 8. Rất nhiều phương án để lựa chọn trong tình huống này. Cho con 3 về. Một băng con 4 lên. Cho hoặc cu lê hẳn về. Lấy mã dưới con 4 được cắm với nhịp. Mã dưới thì theo tôi là không được đẹp lắm. Cãi luôn 7 trăm. Đoán là vậy và Nam Ruồi đã làm vậy hay thật. Đánh xong phát nghĩ ra luôn. Sang quanh con 6 một băng lỗ 10 sang con 7. Xong rồi, mai em đánh tiếp. Mai đánh 32. Ừ. Em đóng lệ phí cho anh chưa thôi chứ còn. Mày đánh 3 trận rồi còn muốn đánh nữa. 2 trận. Trận thắng nhận thua. Ok, trận thắng nhận thua là xong rồi. Mai đánh 32 lại trực tiếp. Mai bước thăm. Hơi nhẹ thì các bạn. Mai bước thăm. Oh, xin chào anh Nguyễn HT. Không thể trượt được. Bảy cho Nam rồi. Bảy bốn. À. Tùy em thôi. Anh xong này anh về trong trận này về. Em thích về đâu? Có. Anh đi xe máy về đội Cấn. À về Lò Đúc, Lò Đúc. Anh về Lò Đúc. Okay. Nhưng không mang mũ đâu. Không mang mũ. Bắt em chịu. Hả? Đây mới là hát tham cả 4 nhà 1 chỉ làm đéo không còn có 2 bàn nữa. Rồi béo xem đấy nhất 5 bàn. Thì anh nói là kiểu là sợ em. Nhưng mà bản thân anh có đánh ấy đâu. Anh có đánh liver đâu, anh đánh tài. Anh có vừa lên rồi mà. Giờ lại rồi cái mình cảm nhận cái gì thì mẹ nhìn hết loạn. Thì mình ra được tạo. Chắc đổi gì đổi lấy sạch lớp à? Thế đợi anh ít ngày đi để anh nhập.
căng thì 2 triệu đấy. Cái bản này em đi hạnh chứ. À, xem nào, đây anh tính. Chờ giữa anh ngồi đây. Được. Có phát bằng đây. À thế thì giả lại được 3 quả kia không? Thì lấy nhờ anh bóc ra chưa? Chưa. Ừ, đừng bóc. Nguyên mà. Đừng bóc thì giả được. Bóc về chịu. Anh không nhận đâu. Đúng rồi, chuẩn. Đừng bóc thì giả được. Nó lấy mấy tinh đó. Mấy tinh đập hộp luôn. Thì 6 bộ thôi. Một bộ sang lớp của em. Ừ. Tất cả là. Mấy tinh đập hộp luôn. Ra thằng nước ngầm cho kịp xe bạn ơi, về mình đón. Thì Hùng vui tính quá, bật chứ lệ. Đợi anh, chắc là anh nhầm mất, anh hỏi xem mấy cửa xem nếu có sẵn được thì tốt, còn nếu không chắc là mất khoảng hơn chục này. Để em mua nếu có sẵn được thì tốt, nếu không thì hơn chục này nó lại ra. Em gửi anh. Tiền đấy là tiền lương nhân viên trước. Thứ hai thanh toán nha, thứ hai chốt sổ xong nha. Ok. Wow. Quá hay thì các bạn. 9 vào lỗ nổ rót một phát giật cả mình. 57. Quá hay. Thôi. Mà cần biết thuốc báo trước nhá, nhảy mang lên luôn. Báo. Mai, sáng mai. Ôm ôm này hết 5-6 bao rồi. Sáng mai mang lên. Thế thu gì? Hả? Đúng rồi. Có anh hút riêng anh nó một nửa chỗ đấy rồi. Con đấy khung sằng bậy cái gì hả Phi Hùng? Đấy hết 3 số rồi. Mang còn đâu? Em hút nhưng mà em còn tính một view người khác. Nhìn trả có 1 bao hay 2 bao thì là khá. Bảo anh trả có 1 bao hay 2 bao, anh còn tính view người khác. Toàn tính view ở bên poker. Đủ mát thế đúng không? Dạ. Không bị nóng đúng không? Anh thấy em thông minh không? Tự tin thì bây giờ anh em mình chuyển đổi dùng anh chỉ. Đánh ta là để đỡ bị đỡ bị ép, tại vì tất cả đều không biết, đều amateur như nhau. À, Vũ Hoàng Long, Đức Hà Tĩnh thì vẫn đang đánh với lại Linh Tuyên Quang ở trong góc kia, không biết tỷ số thế nào. Linh Tuyên Quang chấp đích, Đức Hà Tĩnh 8-3. Bạn còn 9 hơn cả bà Tai. Cố lên Nam, và Nam rồi chỉ còn 1 ván nữa thôi, trong khi Tuấn thì còn cũng chỉ 3 ván nữa thôi. Lại là 29, vâng. Tiếp tục một của 29 nữa đang dây, đang cầu. Đang cầu làm luôn. Vâng. Wow, kê đầu 9 ăn.
Suýt ăn. Quả đấy lỗ hơi bé, lỗ to tí nữa là ăn rồi. Sổ số miền Bắc hết giờ rồi. Mình đập một phát đã màn rồi. Bi bắn vào. Không phải bi bắn vào mà là cái đập vào cái tường. Không phải móng. Hỏng quá. Ừ. Sao càng ngày nó lại càng bóp vào như này nhỉ? Hay đây là cái hiện tượng tự nhiên? Đó anh bị dập ngang hay dập đầu? Đúng rồi. Thế? Cái gì cả? Cũng không biết được. Bởi vì như anh nói rồi, cái chuyện là cái tỷ lệ mà người đi đánh giải người ta ở lại nó không nhiều. Nhưng tất nhiên là sẽ có hiệu quả thôi. Nhưng tự nhiên nó đang từ cái chuyện là người ta chẳng biết đây có bộ VR, người ta có biết đây có bộ VR, nó đang là khác rồi. À, lỗ này đúng là 10.5 Hồng ơi. Đạt đấy. 288. Bằng người trao được bên Nguyên Trang và trái mang về phim này. Mày nhỉ? Bộ 6 cái thôi. Đúng rồi, bộ 6 cái. 200 mấy. 200 mấy là đúng rồi. 200 mấy là đúng rồi. Trội nhé. Trời 3 tiền nhé. Trời đất làm gì? Chứ ra chợ ba mấy? Đi lên. Chợ 35. Tại nhờ anh Vũ mấy mày đi mua không được. Hôm đấy em bận quá em đành phải 7 năm. Chú Vũ đâu rồi? Thôi anh Linh ơi, thôi anh gỡ mấy cái gỡ à, Linh Tuyên Quang thì vẫn đang đánh với Đức Hà Tĩnh trong kia, không biết tình hình như nào. Đức Hà Tĩnh đang kết thúc con 9 ở cửa lỗ, không biết là sau con 9 này thì kết quả là như nào. Trà đá thì không có. À, vẫn đánh tiếp, chứng tỏ là Linh Tuyên Quang vẫn chưa thua.
Ờ rồi anh cảm ơn. Xong tối thu cái này lại của anh nhá. Thu cái bút đấy. Ừ, không bút thôi, không cần giấy. Giấy anh để trên bàn thờ thì... À, Lê Mạnh ngày mai 10 giờ đánh tiếp em ơi. Có mặt từ 9 rưỡi em nhá. Ván này thì 99,9% là kết thúc rồi. À, Nam Ruồi dọn bàn này thì không thể nào sót được. Một băng, hai băng lên, hai băng lên vị trí cầu tay. Đẩy nhẹ một ký ra thẳng tắp con 7, trôi nhẹ lại một tí. Trôi nhẹ một tí là lấy mở má ngoài con 8, một băng lắp đi con 9 kết thúc ván đấu. À, kịch bản ván này không có gì là xa lạ gì, nó là hình bì cơ bản rồi. Alo. Để tí lên, tí đây anh lên nay hẹn khách cùng 9 giờ nó qua nó xem gậy nha. Ừ, anh phải lên trên đấy xong anh nói quyết về nha. Đâu có người xe. Anh lấy xe máy, anh lấy xe máy về quán mà. Xe mạnh vứt đầy, vứt đầy đường qua này thì... À, chúc mừng Nam Phạm. À, xin cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em vào cái vòng đấu loại trực tiếp 32 người ngày mai lúc 10 giờ sáng. Và hứa hẹn sẽ là toàn những cái trận đấu hấp dẫn, tranh loại trực tiếp 32 người để giành lấy một vé vô địch với trị giá thẻ thưởng là 20 triệu đồng. À, xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại vào ngày mai.